Thưa quý vị và các bạn, chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm nội dung trong lĩnh vực giao thông vận tải vào chiều nay, các vấn đề về sửa chữa, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch thông thương trên địa bàn nhiều tỉnh, nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Theo đại biểu, hiện nay một số tuyến đường quốc lộ không đáp ứng nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Một số cây cầu bị ùn tắc, tai nạn giao thông, đề nghị Bộ đưa ra hướng giải quyết. Một số tỉnh đã đề xuất với chủ trương với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ có cơ chế để cho phép các tỉnh dùng ngân sách của địa phương để đầu tư mở rộng các tuyến đường này để phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế xã hội, sau đó sẽ bàn giao cho Trung ương quản lý. Tôi xin hỏi Bộ trưởng, quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Trong cái bối cảnh mà nguồn ngân sách Trung ương có hạn, mà nếu địa phương bố trí được cái nguồn vốn này để mà cùng với Trung ương để thực hiện việc đầu tư nâng cấp đối với các tuyến quốc lộ là rất là cần thiết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã họp và cũng có trình sang Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để là cho phép thực hiện thí điểm cái cơ chế trong cái lúc mà luật chúng ta chưa sửa được. Hiện ở Bắc Giang còn hai nút thắt giao là cầu Cẩm Lý xây dựng từ năm 79 có đường sắt đi chung với đường bộ duy nhất ở miền Bắc hiện nay. Lưu lượng phương tiện qua đây rất lớn, thường xuyên ùn tắc và xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong danh mục các dự án khẩn cấp được chính phủ phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa có vốn bố trí cho dự án. Thứ hai là cao tốc Hà Nội Bắc Giang thường xuyên ùn tắc ở hai cây cầu Như Nguyệt và Trương Gia. Lý do là hai cây cầu này mới có hai làn xe. Xin Bộ trưởng cho biết trong nhiệm kỳ này hai nút thắt trên liệu có giải quyết được không? Chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà cần phải sớm đầu tư để mà nâng cấp mở rộng cái cầu này là rất hợp lý. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã có cái thông báo số 199 và có đề nghị là yêu cầu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với các bộ, trong đó có giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư v.v. để mà thu xếp bố trí nguồn vốn ODA triển khai nghiên cứu đầu tư cho phù hợp. Thế và trường hợp thật sự cấp bách thì cần phải triển khai ngay thì tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn. Tức là cái cầu Như Nguyệt trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang nó là của ngân sách trung ương và Bộ Giao thông quản lý. Thế vì sao mà Thủ tướng với Chính phủ giao được cho Bắc Giang mà cái câu mà trả lời của đại biểu Nguyễn Văn Mạnh Vĩnh Phúc thì Bộ trưởng lại bảo phải chờ Thường vụ Quốc hội và Quốc hội là thế nào? Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng hai cây cầu Như Nguyệt Sương Giang trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang hiện mới giải quyết được một cây cầu Như Nguyệt. Hai cái cây cầu này là chỉ có một chiều đi chiều về chụp cùng trong một cái cây cầu đó, nó nút thắt như thế rất khó khăn. Thế mà đây là một con đường huyết mạch và gì ngắn nhất để từ mũi Cà Mau đến thông thương với lại Trung Quốc. Thế thì bây giờ ta tháo được một cây, còn một cây nữa bây giờ tắc nó lại vẫn hoàn tắc, không giải quyết được. Cho nên là cái vấn đề này là vấn đề bức xúc, cái vấn đề này phải làm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong hoàn cảnh cấp bách, Chính phủ đã giao cho tỉnh thực hiện việc đầu tư, dự kiến thông xe cầu này vào cuối năm nay để xử lý vấn đề cấp bách. Hiện nay có một số tuyến đường, cây cầu đang trong tình trạng tương tự. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Quốc hội tạo điều kiện để mở rộng phạm vi thí điểm để khắc phục khó khăn trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.